Hôm nay Phong có một câu đố này muốn đố tất cả những bạn fan đang xem video. Đố mấy bạn, con gì trong Mini World là bất tử ở trong game? Mấy bạn hãy bình luận lại bên dưới cho mình biết nha. Theo Sam là con gì nè? Tôi biết nè, con này là con panda, đúng không? Con cấu trúc quá hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sai bét rồi. Còn mấy bạn thì mấy bạn đoán là con gì là bất tử trong game thì mấy bạn nhớ bình luận lại bên dưới nha. Mấy bạn có 5 giây để bình luận nè. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bạn nào bình luận đúng thì mình sẽ thả tim nha. Còn bạn nào mà bình luận không đúng á thì mình cũng thả tim luôn. Ok. Rồi, thì cái okay con á. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn câu trả lời nè. Cái con mà có thể gọi là bất tử ở trong game Mini World đó chính là con nồng nọc. Và nói chung là mấy con thú cưng á bạn. Đó, con nồng nọc của mình nè, với lại con sỏi nhỏ của Sam nè. Mấy con này là bất tử luôn nha các bạn nha. Các bạn tin không? Đó, bạn nào không tin thì hãy gọi là xem hết video này nha. Và trước khi vào video thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau test thử xem cái thí nghiệm là liệu rằng mấy con thú cưng trong game này nó có bất tử không nha các bạn nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau thí nghiệm thế nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, thì đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem tại sao mà mình nói con gấu trúc không phải là một con vật bất tử ở trong game nha các bạn nha. Thì đầu tiên nè các bạn coi nè, mình sẽ để con gấu trúc ra. Thì ngày xưa các bạn, con gấu trúc á thì nó không thể nào mà chết được, dùng bất cứ gì giết nó cũng không được hết, ngoại trừ là lấy cục phân bôi vô mặt nó. Nhưng mà bây giờ cục phân cũng không làm gì được luôn đó. Và cách nào để giết được nó rất là đơn giản thôi, mấy bạn chỉ cần có một cái đùi thúi, đùi giò kỳ lạ. Chạy luôn. Chạy. Nó mới vừa thấy xong nó chạy mất tiêu bạn ơi, đứng lại mày. Không được chạy. Ok, mình sẽ cho nó ăn thử nha. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi đi. Tôi nhét thịt vô miệng mày nè, ăn đi. Ăn đi. Rồi bạn coi nè, một tí nữa nó bốc hơi nè. Ghê chưa? Sao thấy ghê chưa? Ok. Bởi vậy cho nên mình mới nói rằng á bạn, là những bạn nào mà có ăn đồ ăn á thì nhớ để ý nha, không được ăn những cái đồ ăn mà mình không biết nó là gì, mà cũng không được ăn những cái đồ ăn bị ôi thiêu nha mọi người nha. Phải ăn chín uống sôi nha, không thôi là bị đau bụng á. Rồi không thôi là bị ngẫm. Bị ngẫm giống con gấu trúc thì hồi nãy luôn các bạn. Ok. Còn riêng gọi là thú cưng của chúng ta thì như thế nào? Đây, con nồng nọc của mình. Con nồng nọc béo phì của mình, các bạn thấy nè. Đó, nhìn nó rất là béo phì luôn. Ok. Rồi, ở đây mình có chuẩn bị một cái rương có đầy đủ vũ khí để gọi là test thử gọi là con nồng nọc liệu rằng nó có bị gì hay không nha các bạn nha. Ok. Rồi, mấy bạn hãy thử đoán xem coi liệu rằng nồng nọc có bị thương hay là bị chết hay không thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ lấy đầu tiên nè, thì mình sẽ lấy cây súng ra. Đấy, ở đây mình có chuẩn bị cho mình ba cây súng cực kỳ xịn. Súng ngắn nè, súng ngắm nè, với lại là súng đại liên. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ thử sử dụng bằng cây súng nhỏ trước. Mình sẽ nạp đạn vô nè. Mày kỳ này mày chết mẹ tao rồi. Ok. Ác độc quá. Hỡi nồng nọc, ta sẽ cho ngươi ăn viên đạn. Mày. Ui, nó không chết sao ơi. Gớ thiệt. Mày hả mày? Ui nó không bị gì luôn nè. Mày. À, chắc là do mỡ của nó dày quá Sam, cho nên là cái viên đạn nó không dính vô được, hiểu không? Mày, ok, là không làm gì được hết. Bây giờ tiếp theo mình sẽ sử dụng súng ngắm nha. Ok, nạp đạn vô nè. Mày hả mày, chết mẹ tao nè. Cúi đầu xuống, đúng rồi. Cúi đầu xuống. Rồi, nhìn cái gì vậy? Nhìn nè. Ui, nhìn nè. Trời ơi, nó không bị gì luôn Sam ơi. Ghê vậy? Trời ơi, nó bất tử với đạn rồi. Trời ơi, trời, đúng là con nồng nọc béo phì này, đạn không thể nào đâm thủng nó được. Không sao, mình có một thứ tiếp theo chính là cây đại liên này. Trời ơi, kỳ này mà mày không chết với cây này nữa thì tao cũng gọi là không thể nào tin được luôn. Ok. Mày. Ông như đang gạy ngứa nó vậy. Trời ơi mấy bạn coi nè, nó không bị gì hết các bạn ơi. Y hệt như là đang gãi ngứa cho nó vậy đó. Trời ơi, sao mày giỏi dữ vậy nồng nọc. Trời ơi, quá đỉnh, đúng là nồng nọc của anh. Ok, rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng một loại vũ khí mới vừa xuất hiện trong Mini World. Mấy bạn biết là gì không? Đó chính là những cây gậy phép thuật. Đấy, đây nè, thấy không? Mình ở đây mình đã có rất là nhiều gậy phép thuật luôn. Và những cái gậy phép thuật này là cực kỳ mạnh nha, tấn công cái là chết mấy con vật luôn á. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn coi một cái trứng gà đi. Đâu ta? Trứng gà nè, hay cái trứng gà nè. Mình sẽ để con gà ra, các bạn hãy coi nè. Ôi, bùm. Rồi xong chết gà luôn. Đấy, còn có cả những cái cây như là lửa nữa đó các bạn. Lửa nè, đó, đốt cháy con gà luôn các bạn ơi. Rồi có những cái cây như là sấm sét nè, coi nè. Sấm sét ghê hơn nữa. Nó chết gấp đôi luôn không? Chết lần hai con luôn. Còn cây này là gì đây? Ui cái này là độc. Độc. Ghê thiệt chứ. Nói chung là những cái cây này rất là mạnh mấy bạn ơi. Ủa còn cây màu xanh này là để hồi máu mà Sam? Đúng rồi. Nhưng mà hồi máu đối với ông thôi. Nhờ hồi máu với ông thôi. Còn kẻ địch sẽ bị bắn hiểu không? Trời ơi, nhưng mà nó không chết được đâu. Ok, xem này nha. Đầu tiên thì tôi sẽ sử dụng cây màu trắng nè. Nằm nọc đứng im mấy con.
Búp. Ui. Không bị gì luôn. Trời. Không bị gì hết. Ơ sao ơi, sao mỗi lần tôi quýnh á mà cái mặt nó cứ cười nhìn dễ thương vậy. Nhìn không nhìn mà kiểu mình không nỡ quýnh luôn á sao. Ok, lửa này nha. Bùm. Ôi cháy rồi. Ôi nồng nọc bị cháy bạn ơi. Ôi chết mày rồi. Không bị gì hết. Không bị gì hết luôn. Mày hả mày? Trời ơi, đúng là nồng nọc của ta. Quá xịn, không sợ lửa, không sợ gì luôn. Ok. Bây giờ là gậy sấm sét nè, để thử xem nha. Bùm. Ôi. Không bị gì luôn bạn ơi. Sấm sét đánh cũng không bị gì luôn. Ô. Xịn chưa? Wow, trời ơi bạn ơi, mấy bạn thấy nồng nọc của mình bá đạo chưa? Ngay cả sấm sét đánh nó mà nó cũng không bị gì luôn. Mày hả mày? Ô, ghê thiệt. Ok. Rồi, tiếp theo nữa là cây gậy độc nè. Tôi sẽ thử sử dụng cây gậy độc nha. Dính độc rồi con. Rồi xong, nó dính độc rồi. Để coi cái bài gì không. Đứng im luôn. Độc lâu dữ vậy ta. Nó bị độc lâu vậy mà nó không bị gì luôn nè Sam. Trời, nó bị tỉnh bơ luôn nè, nó không bị gì hết trơn nè. Trời ơi, mặt còn cười vui cười nữa. Cười ừ. Mấy bạn nhìn cái khuôn mặt của nó. Nó đang cười tươi gì đâu luôn á. Kiểu như là quýnh em đi. Trời, ôi mày chết mẹ tao rồi. Ta sẽ lấy vũ khí tiếp theo. Vũ khí tiếp theo là hơi bị kinh khủng nha bạn nha. Đây bạn xem đây. Đó chính là một quả bom. Kỳ này hoại làng luôn rồi trời. Kỳ này mày chết mày nồng nọc ơi. Yên tâm đi, tôi sẽ xịt qua bên đây. Tôi lại cái quán trà sữa của Sim đi. Đó mày đi mà. Rồi ra ngoài giữa làng em nội. Làng em tôi, cái này nhà em sao? Tôi mà. Vậy tôi vô trong nhà của anh Dịch. Ok. Nhà Dịch. Đó coi là trời. Qua đây nồng nọc. Ok rồi. Bây giờ con đứng im đây nha. Rồi ok, Sam nhìn nè, bây giờ tôi sẽ tiêu diệt con nồng nọc nè. Quăng quả bom vô. Rồi chết rồi. Rồi đó. Quăng trong quả bom luôn. Trời. Ủa? Con nồng nọc nó không sao luôn Sam ơi. Cái cây thì bạch. Cái cây nó hư luôn mà con nồng nọc không sao hết. Thêm cục nữa coi. 1 2 3. Trời đó con. Ơi banh nhà ông chết. Trời đó coi là trời. Không sao luôn các bạn ơi. Ui nồng nọc xịn dữ Sam ơi, nồng nọc mặc dù mình quýnh nó được nữa bạn nhưng mà nó không chết được. Trời ơi ghê quá vậy. Nhưng mà cũng chưa đâu. Bây giờ sẽ đến cái loại vũ khí tiếp theo nè. Rồi để mình xem coi. À đây, mình có một hũ lava và một hũ nước. Với lại là một hũ mật ong. Ok. Rồi, khi mà mấy bạn gọi là dùng lava thì chắc chắn là con này nó sẽ không đỡ nổi rồi. Mấy bạn xem đi nha. Bây giờ chẳng hạn giờ mình để đập cái hố đi. Đó, ủa sao cái hố sâu vậy? Đập cái hố nhỏ nhỏ thôi. Đó ok. Sau đó mình đổ lava xuống nè. Sau đó chúng ta cho mình bỏ con gà vô. Là con gà sẽ bị gọi là thiêu cháy ở bên dưới đây luôn bạn ơi. Ok, sao đây, sao tôi đẩy vào. Đây đẩy con gà xuống. Rồi, mày chui vô. Nó khôn dữ vậy. Mày chui vô vậy? Mày chui vô làm cáp xê cho anh ăn đi gà. Rồi. Thôi mày. Nó khôn dễ sợ. Chạy hả, tao cho mày, tao đốt mày đây luôn. Ui. Đó, mày rồi xong. Vào luôn. Chết queo luôn, trời ơi trời. Ok. Còn dế nồng nọc của chúng ta thì như thế nào? Mình sẽ thử đẩy nhanh nồng nọc vô nha. Ui, con nồng nọc nó bơi luôn mày ơi. Ơi sao mà nhìn nó bơi nước luôn á, nó bơi luôn kìa. Thấy nó bơi luôn. Ai cho mày lên? Mày chui xuống nhanh lên, chui xuống. Ok, khoan từ để mình kiếm cái nắp mình đậy lại. Gì vậy ông đủ không? Ông đủ nồng nọc hả? Ok, đậy lên luôn. Trời ơi, quá đáng vậy ông thông rồi. Bình tĩnh, đợi một tí để xem coi nồng nọc có sao hay không. Ok bạn ơi, chúng ta đang đến với chương trình nấu ăn. Hôm nay mình sẽ Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn món nồng nọc nấu lẩu. Ok. Nồng nọc okay. Ơi em ơi, trời ghê quá. Leo lên thử coi. Từ từ mình phải đi xa xíu nó mới chạy lên được. Ok. Rồi. Nó cũng không bị sao luôn. Wow. Đây gọi là nồng nọc nóng bỏng hiểu không? Nồng nọc nóng bỏng rồi không? Nó đang rất nóng bỏng rồi không? Ok, vậy để mình thử nước coi. Thử nước coi nồng nọc có bị gọi là bị gì khi ở bên dưới nước không? Nó nồng nọc mà đó. Ừ ha, tính ra nó là con nồng nọc mà làm sao nó bị gì dưới trời. Nước được. Ok, vậy thì mình sẽ thử mật ong thử xem coi nó như thế nào. Đúng rồi, cá rất sợ mật ong nha, cá cực kỳ sợ mật ong luôn. Cá sống mật ong là chết luôn á. Ok, thử mật ong xem nha. Nồng nọc. Lên đây con, lên đây. Ok rồi rồi. Lại đây. Bây giờ ông phải test mấy con cá trước chứ, test mấy con cá trước đi. Thôi từ từ, nhìn con mập như thế này là anh biết là con đó thích uống mật ong đúng không? Ok, anh xin cho cá con nè. Con vô đây con uống mật ong. Uống đi con. Uống đi. Ôi trời. Mấy con cá chết quá trời thấy không? Tôi đưa con cá vào đó. Ủa bà mới thả mấy con cá xuống hả? Ừ, mấy con cá đó sẽ chết khi gặp mật ong hiểu không? Ôi ghê quá vậy. Còn con nằm nằm thì sao? Nằm nằm cũng là cá nè, để xem coi. Con nằm nằm không bị gì luôn. Trời ơi, bất tử luôn. Ok, mày hay lắm. Mày tưởng như vậy là hết rồi sao? Chưa đâu con. Mày xem đây, bây giờ anh sẽ tới một loại vũ khí mạnh hơn nữa. Đó chính là quả bom. Quả bom sao mày? Rồi. Bom. Bom đúng rồi nha. Trời. Yên tâm, bom này mình chỉ dùng một quả thôi. Ok, nằm nọc mày đứng đó nha. Trời đất ơi. Rồi ok, nằm nọc. Nằm nọc nó bị dính vô quả bom rồi. Nổ. Bum. Rồi. Nằm nọc vẫn còn. Bom không sao luôn.
mày ta không tin là mày không chết. Sao mày đi luôn con nồng nọc này. Nó không tin đâu, nó bất tử mà. Ok rồi, rồi mình đã bao vây nồng nọc lại bằng một đống bơm mấy bạn ơi. Ok đốt nè để xem có nồng nọc có bị gì hay không. Ê trời đất ơi, tôi thấy nồng nọc cho bị gì mà cái làng bị gì đâu Phong ơi, nát làng rồi. Trời ơi, cái ngôi làng mình sắp bể luôn mà con nồng nọc nó chưa bị gì hết các bạn ơi. Sao mày khỏe như vậy nồng nọc? Trời ơi, nó còn cười nữa sao? Nhìn mặt nó cười, nhìn ghét hết chứ. Nhìn ghét gì đâu đúng trời. Ok, bây giờ ngôi làng mình banh chành rồi, thôi lỡ rồi cho banh luôn. Ok, nồng nọc, bây giờ anh sẽ đấu với mày một màn mạnh nặng cân hơn nữa. Hãy xem đây, bây giờ ở đây mình có một cây đại bác. Cây đại bác này chính là món vũ khí cuối cùng mà mình sử dụng. Lần này mình sẽ cho nó banh xét. Ui, bùm, bùm, bùm. Đó, mày thấy không? Lỗ xuống luôn. Mày thôi, nồng nọc, nồng nọc, nồng nọc nè. Đó, mình bắn 1000 viên luôn bạn ơi. Mày hãy cùng nhau đếm nha. Đó, mình thử mình bắn 1000 viên coi. Thôi mình đùa chứ mình bắn 1000 viên chắc đánh chiều tối quá. Ok. Trời ơi. Mày hả mày? Chết queo. Trời ơi, nát cây làng luôn á trời. Sâu dễ sợ chưa? Trời. Đây nồng nọc vẫn còn vui tươi với ông nè ông nội. Sau lưng ông nè. Đâu. Trời. Trời trời. Tính ra cái làng mình lủng nguyên cái lỗ to to đùng luôn mà nồng nọc còn sống mấy bạn ơi. Bắn mày cái nè. Bùm. Ui. Trời ơi, nó không có chết vẫn, đâu. Nó vẫn còn sống. Trời trời, sao mày khỏe quá vậy nồng nọc? Trời ơi, đó, thấy chưa mấy bạn, thấy chưa? Nói chung nồng nọc vẫn là loài gọi là khỏe nhất trong game này nha bạn nha. Ok, để mình bay ra ngoài cái mình bị lava thiêu rồi. Chạy trời, chạy tôi nè. À. Đâu ngoài đây. Hey. Đây. Đó, nói chung là nồng nọc của mình là gọi là bất bại bạn ơi, nồng nọc. Nồng nọc không bao giờ bị gọi là bị thương hay là bị chết luôn nha bạn nha, cực kỳ khỏe mạnh luôn đó. Còn mấy bạn thì sao? Mấy bạn có cách nào để gọi là tiêu diệt được con nồng nọc của mình hay không thì các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha, chứ mình là mình hết cách rồi đó, nồng nọc nó khỏe quá. Bạn nào có cách nào thì hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Và cảm ơn anh em đã xem cái thí nghiệm này. Anh em thích. Và nếu anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng các thành viên của Hello Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bạn nào thấy nồng nọc có khỏe hay không thì bạn hãy nhớ gọi là hãy cùng với mình chơi mini world vào trong game và nuôi nồng nọc cùng với mình nha. Nồng nọc nó quá, nó vừa dễ thương mà nó còn vừa khỏe nữa, nuôi không cần cho nó ăn gì hết trơn, nó sống, nó tự nó sống. Ok, cảm ơn em rất nhiều, yêu anh em phải nồi, tạm biệt, bye bye. Thank you.